Chào những người bạn yêu quý của Thanh Tâm ở trên Facebook, Zalo như là kênh YouTube. Mình là Thanh Tâm, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Khát khao cháy bỏng của mình là hội tụ 1.100 anh chị em khắp mọi miền tổ quốc, những người yêu ngành kinh doanh theo mạng mà đã rời cuộc chơi, những người yêu sức khỏe, những người khát vọng tự do, những người thích giúp đỡ người khác để cùng nhau làm giàu cuộc sống, để cùng nhau làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Thì hôm nay Tâm chia sẻ chính cái lý do mà tư vấn viên mới hay bị mắc cái sai lầm này. Thì trước đây là Tâm cũng bị mắc cái sai lầm này các bạn. Nhưng mà từ khi mà Tâm đến với tập đoàn chăm sóc sức khỏe chủ động CVD và thành viên của S69 thì Tâm mới ngộ ra được cái điều này. Nên là hôm nay Tâm chia sẻ lại cùng với các bạn để cùng nhau học tập ha các bạn ha. Rồi cái điều thứ nhất á là tư vấn viên mới của mình là không sử dụng sản phẩm đều đúng đủ, lúc xài lúc không, xài theo sở thích, xài theo sự hứng thú là cái sai lầm thứ nhất. Và cái sai lầm thứ hai là sáng tạo bánh xe, là mình thích làm những điều gì mình thích, làm theo ý của mình thích, mình thích làm theo sự suy nghĩ của mình đó. Và cái điều thứ ba nữa là thích làm việc một mình. Mình chỉ muốn làm việc một mình chứ mình không muốn làm việc theo hệ thống, mình không muốn làm việc theo theo đội nhóm. Đó là cái điều thứ ba. Và cái điều thứ tư á là không tuân thủ làm việc theo hệ thống, là mình không có theo hệ thống những cái giờ giấc để mình vào mình học, hay là mình vào mình chia sẻ, hay là có những điều gì khó khăn. Và cái điều thứ năm đó là không tham dự các sự kiện đó. Rồi cái điều thứ sáu là biến mình thành bác sĩ. Rất là có nhiều tư vấn viên mới Tâm gặp rất là nhiều khi bước vào ngành kinh doanh MLM, kinh doanh bán hàng trực tiếp này á, thì là quá nói quá lên nói quá sản phẩm, nói về giống như là thần thánh quá cái sản phẩm của mình á, rồi cứ đi tìm những người bệnh. Đó là sai lầm lớn nhất, đó là sai lầm của Tâm ngày xưa cũng vậy. Mình cũng đi tìm những cái người bệnh để mình chia sẻ sản phẩm. Mình cứ mong là tìm những người bệnh chia sẻ sản phẩm cho họ khỏe lên. Đó, đó là cái sai lầm lớn nhất cả nhà mình. Rồi cái điều thứ bảy nữa là không nghe lời người hướng dẫn. Thì thích làm gì thì làm. Người hướng dẫn nói cái gì mình cũng không nghe, nói sử dụng sản phẩm cũng không dùng, rồi nói học cũng không học, rồi nói bất cứ cái gì mình cũng không làm, mình thích làm theo ý của mình. Đó là cái điều thứ bảy. Và cái điều thứ tám nữa là quá soi mói vào sản phẩm. Ví dụ như là mình sử dụng sản phẩm này, mình cái tâm mong cầu, mình cứ mong cầu là mình sử dụng sản phẩm này là cái căn bệnh này của mình là nó sẽ hết ngay, hoặc là mình sử dụng sản phẩm này là mình sẽ đẹp ngay. Đó là cái tâm mong cầu về sản phẩm. Rồi cái điều thứ chín là không tự đào tạo chính bản thân của mình. Mình không nghiêm khắc, không có mục tiêu, không có kế hoạch, không lên mục tiêu, không có nghiêm khắc cái thời gian nào để mình làm việc. Đó là chính cái điều mà sai lầm của tư vấn viên mới thường hay mắc phải. Trước đây Tâm cũng gặp cái vấn đề này. Nên là hôm nay Tâm chia sẻ lại cùng với cả nhà của mình để cùng nhau mình học hỏi, để cùng nhau mình rút kinh nghiệm ha các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video clip này của Tâm. Nếu thấy video clip này hữu ích thì các bạn hãy bấm like, thả tim, follow và chia sẻ cho nhiều người biết đến nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.